Làm gì đó nhả anh, nhả làm gì đó? Anh tính leo dừa Để làm gì anh? anh gà lục xả với nước dừa rồi bỏ đậu phộng vô, mấy anh em lâu lâu tập hợp lại mua cú gích gút này nè. Dạ. Nó vui, cho nó vui. Dạ dạ dạ. Mình chích ngừa rồi mình đâu có sợ nữa. Rồi. Nhưng mà giữ khoảng cách người 2 mét. Rồi. Nó vui. Rồi rồi. Giờ em đợi anh để dừa. Rồi rồi. Rồi em cho... xuống đi anh Hoàng Đức Nhã ơi. Thì chào các ơi, chào bà con các ơi. Hello hello. Yeah. Các bạn tiễn em đi rồi coi. Tiễn em đi rồi. Và chọn và để ca sĩ ngoài trời Minh Văn ca tặng đám bạn mang sao tái tê trong chân lớn quay lại tặng ai chị em thì em hoa là không. Đây là cái lễ cầu siêu cho em nó ra đi thành thần. Det var helt forferdelig. Chó hổm tao tính nâng cấp luôn.
đi chấm dịch. Gà vô cho ấm rồi cũng thấy. Gà đá nha. Cực khổ ha. Gà đập cũng chích từ lúm lúm. Này mà uống nhắc nhé, nhá mới đủ đế vô đó. Hiện nay là chúng bạn vô 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 1 2 3 vô 2 3 3 4 4 chạy trốn nhỏ giòn lắm thử đây làm ra. Mình chơi với em lên thở không? Rau thả đậu phộng nè, củ cải nè, nước dừa nè, quá ngon luôn, tuyệt vời luôn. Đậu phộng mà ăn ăn béo béo đậu phộng bà con nè. Ở Sài Gòn đâu được ăn gì đây? Vùng quê, vùng xanh, vùng quê. Sài Gòn đã ăn tại nhà công nghiệp không em? Còn này nhà nhà nấu ở vườn á. Dạ. Em ăn hết. Cái này bắt đầu ăn này tốt theo nữa. Cái này là mấy vị biết không? Đây là cái miếng sôi dừa nãy nè, sôi dừa, sôi dừa. Ngon lắm, ngon. Không có gì bằng sự an toàn sức khỏe, mình tôn trọng sức khỏe mình mới thương người ta được. Sức khỏe mình không tôn trọng sao mình nói mình thương người ta được. Làm rồi đó. Cho nên là tôi quất cái đầu con gà này. Rồi, ok. Rồi tôi xé ngàn cái nữa mà tôi chỉ có ăn là coi như là cái hàm dưới thôi, bởi vì cái răng của tôi á là cũng trồng hơi bị răng xưa. Cái này ngon. Tôi sợ bị mẻ. Tôi xin phép là tôi ca cái bản với đạo diễn viên điện ảnh người rừng từng ăn thịt sống, ca tặng cho người rừng à, đó là bản ngẫu hứng lý qua cầu tay
Ta tặng gì luôn một quả. Rồi, ngồi nó nhả cây rồi. Giá bộ lấy. Bằng lòng đi em về dưới quê anh, một cô lao xanh, quả hèn nhả ơi. Dòng sông sâu, một vườn cây xanh, hoa trái đơm hơn. Thì nay qua sông, nụ cười dễ thương. Bằng lòng đi em dưới mái tranh nghèo, về đây, về đây, người quê chỉ có thăm lòng, có chiếc xuồng ba lá để đưa em. Ôi đóa hoa tím trôi liêu riêu, dòng sông nước chảy kìa, thấy không em Út Bạch, nước chảy liêu riêu, anh thấy em là nhỏ xíu anh thương. Ôi những đêm ngắm trăng nhớ em, anh buồn muốn khóc, không phải nó khóc thiệt chứ. Mình anh ca điều lý qua cầu. Bằng lòng không? Bằng lòng. Bằng lòng vỗ tay. Bằng lòng đi, người yêu nhỏ bé, khúc dân ca bắt cầu anh tới. Ngàn chung xa, dù nắng dù gió nha. Nhắc cái bàn ơi, có mấy cái lá bàn nó che rồi. Nhớ thương nhau được rồi. Điều lý qua cầu. Yeah. Wow. Thưa quý vị và các bạn, video clip của Thống đến đây xin tạm dừng và xin hẹn quý vị một ngày gần nhất. Quý vị sẽ gặp lại.